Để sớm hoàn thành mục tiêu đưa các xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Yên Mỹ đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cao các tiêu chí. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện là hơn 910 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã huy động được 34 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp và hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường. Từ nguồn vốn trên, các địa phương đã đầu tư nâng cấp, xây mới nhiều cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường. Huyện Yên Mỹ hiện có 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là xã Yên Phú và Hoàn Long. Để tiếp tục xây dựng 6 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo mục tiêu đề ra, ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước, huyện Yên Mỹ đang đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân.